gặp gỡ, thăm hỏi đôi câu dùng về bỡ ngỡ, rồi từ lạ nên quen xa cách quá thăm tình. Oh.
mình lẻ loi kia đâu. Cầm mặt nhưng chưa chiến xa đời, một trong hai đứa mình đã lỡ. Thôi em gái thương đừng lưu luyến, hãy xem mình là kẻ đã người xa. Một điều nào bên sẽ đang gặp ngờ cái phúc hồn.